Với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử con người Việt Nam, Bộ Công Thương đã đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo Công đoàn Bộ Công Thương, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Trong chương trình tặng quà Tết tại tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, đến thăm và tặng quà cho 200 công nhân lao động và 100 hộ gia đình khó khăn tại xí nghiệp may Veston Hưng Hà. Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà. Tại đây, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao quà ủng hộ 1 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Thái Bình thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện. Tổng công ty khí Việt Nam cũng ủng hộ 800 triệu đồng cho người nghèo của huyện Hưng Hà. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng tặng quà Tết cho 185 hộ gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại chương trình tặng quà Tết, ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhấn mạnh, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đoàn công tác của Bộ Công Thương cùng với các cấp, các ngành tổ chức thăm và tặng quà tới các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp người dân vui xuân đón Tết, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.